Hi, xin chào các bạn. Phía sau lưng mình là phương tiện mà mình nghĩ là ấn tượng nhất tại triển lãm CES 2019 lần này. Đó chính là chiếc taxi bay hay là chiếc taxi trực thăng đến từ hãng Bell và nó có tên là Nexus. Thì Bell gọi nó là cái phương tiện Vertical Takeoff and Landing Vehicle. Nó có cái trọng lượng lên đến gần 3 tấn, nhưng mà cái điều thú vị là nó chỉ chứa được có 5 người mà thôi. Nghe thì có vẻ là hơi lãng phí. Tuy nhiên, cái mục đích mà Bell họ nghĩ ra một chiếc taxi bay như là chiếc Nexus này là để giúp cho con người chúng ta có thể di chuyển từ một cái thành phố này qua một cái thành phố khác, nó nhanh, nó tiện lợi, đồng thời là nó cũng an toàn hơn so với lại việc chúng ta di chuyển bằng xe ở dưới đất. Bell cho biết là Nexus nó có cái hệ truyền động lai hybrid, nhưng mà nó không phải là cái kiểu truyền động lai mà chúng ta hay thấy trên xe, có nghĩa là có một cái động cơ đốt trong kết hợp với lại một cái động cơ điện. Mà chính xác thì hệ truyền động lai trên chiếc Nexus này thì nó có cái phần động cơ đốt trong của nó đảm nhận cái nhiệm vụ giống như là một cái máy phát điện để mà truyền năng lượng đến 6 cái động cơ điện hay là 6 cái cánh quạt ở bên ngoài của chiếc Nexus. Và mỗi cái cánh quạt này nó có đường kính lên đến 5 mét, cực kỳ hoành tráng. Bell cho biết đó, là cái giới hạn của một cái mẫu taxi bay nó nằm ở công nghệ pin. Bởi vì công nghệ pin hiện nay nó vẫn chưa thể đáp ứng cho những cái phương tiện sử dụng công suất lớn như là chiếc Nexus này. Nói chung là những cái phương tiện bay thì Bell họ có chia sẻ là phiên bản thương mại của chiếc taxi bay Nexus này có thể ra mắt, bán ra thị trường ít nhất là khoảng 10 năm tới khi mà cái công nghệ pin nó đã dần hoàn thiện. Hơi tiếc là họ vẫn chưa công bố về cái thông số sức mạnh của Nexus, nhưng mà họ có hé lộ là chiếc Nexus này nó có thể đạt vận tốc tối đa là 240 km/h, và phạm vi di chuyển tối đa của nó cũng đạt ở mức 240 km. Thêm một thông tin vui vẻ nữa là Bell họ có chia sẻ là chúng ta không cần phải có bằng lái máy bay hay là máy bay trực thăng để có thể lái được chiếc taxi bay này, bởi vì họ đã phát triển một cái chương trình bay nó đơn giản hơn, nó tinh gọn hơn so với lại những cái phương tiện bay truyền thống, và nhờ vậy thì chúng ta chỉ cần tham gia một cái khóa học ngắn là có thể sử dụng được chiếc taxi bay này, cực kỳ tuyệt vời. Xin cảm ơn.